Rồi kênh Đỗ Vũ xin chào anh chị các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ anh chị các bạn có sẽ giá những cái bạt mình dán keo, những cái miếng bạt mình đã lỡ tay làm lủng hoặc bị con kiến gì cắn lủng và lủng những lỗ bự, lỗ dài và mình giá cho anh chị các bạn xem. Tại có nhiều bạn hỏi mình là anh giá bạc những bạc ương ếch của anh lủng anh giá cách nào. Rồi mình cũng nhắn tin mình chỉ và có nhiều bạn hỏi cũng nhiều dài dòng quá, rồi hôm nay mình chia sẻ thẳng đi cho nó thực tế hơn. Bây giờ mình làm gì mình muốn chia sẻ cái thực tế nó hay hơn các bạn. Rồi mình quay lại mình làm vừa chia sẻ cho anh chị bạn xem luôn. Rồi cái bạc này bữa hổm cháu nó chà nó lỡ tay nó làm rách này, hôm nay mình giá cho quay cho anh chị bạn xem. Và nhiều bạn hỏi mình giá anh giá bằng là bà làm bằng cách nào, anh giá bằng keo gì. Chết ngựa, cái này rách nhiều quá các bạn. Bạn xem đây, nó rách đằng đây đây, rách một lỗ, một lỗ này nếu nó mình tính ra mình chọt ngón tốt có lọt, còn đây nguyên một đường nữa các bạn. Này ta bữa hổm chà cái bằng chà nó vuột cán này, cái cán bằng nhôm á nó kéo nó gắt cho các bạn. Đây gắt không nữa. Đó, bạn thấy gắt một đường nè. Cách đường tè hẻ. Rồi mình lại đây mình quay cho anh chị bạn xem cái chỗ này mình giá đợt hổm là mình ép được hổm mình làm cái dèo này mới mà nó đã gách rồi, mình giá lại xài đợt này không biết bao nhiêu đợt ếch mà nói nó vẫn cứng cáp nè các bạn, cứng cáp đây đây giá bằng cái miếng mủ của nó luôn. Nay mình lại đây mình cắt miếng keo mình về quay mình giá cho anh chị bạn xem cái dèo ếch mình đi tới mỗi giò mới tới các bạn. Có nhiều bạn hỏi mình anh dán keo gì nha. Hôm nay mình sẽ cho quay chị bạn xem. Hôm nay mình dán keo con rồng nha các bạn. Có nhiều bạn nhắn tin mình hỏi mình nói keo con chó, keo con rồng với keo con chó là nó giống nha. Và có nhiều bạn dán bằng keo vải các bạn. Keo vải mà thường gọi là nếu mà đi vô tiệm mấy bạn tiệm dán nước rồi anh chị bạn hỏi là keo giá bao á, là nó cũng là keo bằng vải luôn, nó có một cuộn vậy đó. Nó có một cuộn nha các bạn, là nó nguyên cuộn vậy đó. Về giá anh chị các bạn cắt giá dán vô xài một đợt một là có nước cho anh chị chà gông là nó chóc ra luôn, nó dở dữ lắm. Keo đó nó anh chị đi vô nước là nó dễ chóc hơn cái này là nó bám chết luôn nha. Bởi vậy có những cái keo cuộn mà keo vải keo để giá bao nữa là nó dễ chóc lắm. Hôm nay mình quay chia sẻ anh chị các bạn mua keo con chó nha hoặc keo hình con rồng là về mình chét mình dán. Đây là miếng 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 bạc bên trắng bên bên xám bên trắng các bạn, mình ở đẳng mình dư một ít mình cắt mình để giá nè. Tại ở đây có một đường tè hẻ luôn nè, đây có một lỗ nó, bây giờ mình giá một miếng bự vậy nè, mình chụp úp cái một luôn, úp nguyên vậy luôn, nguyên cái bằng đít xuống đây luôn. Rồi mình lấy kéo đen cháo nó cắt nó lao nó giá cho anh chị bạn xem thử làm được không. Cắt đi con hỏi gan lỗ chà bá, miếng này giá không vừa luôn, bó tay luôn. Để kéo là để cái cán chứ nha. Trời ơi kéo chọt chọt cái mỏi đó. Dạ trời ơi. Rồi lao lao đi, bỏ đi. Mình cắt hồi ra 8 lỗ luôn. Có 2 lỗ mất chết rồi. Nè, giá cái này nè. Hôm nãy này lên. Hôm nãy gì vậy? Bữa này làm gì? Trời ơi, lao cho sạch lên đây. À, hiểu rồi. Không. Không thầy đố mày làm nên. Nó giờ nó đang chà đít ở lộn chà miếng bạc. Chà sạch sẽ đàng hoàng. Nó quay cho anh chị bạn xem, nếu anh chị bạn mà dán mà ba cái keo giá bao ha, keo cuộn á, dán như đây nó dễ lắm. Anh chị dán ở đây anh chị xé keo đó, xé cũng gách nữa, làm cái tẹt ngang như đó, xé keo đó là gách liền.
gách keo chứ không phải gách bậy bạ, các bạn đừng hiểu lầm. Xé làm cái tẹt và gách liền, anh chị dán ở đây là rồi, đó là nó dở lắm, xài rồi, nó dễ xì nước gõ nước lắm đó. Trắng đẹp như ngọc trinh nè. Rồi khử khử keo ra dán. Hộp keo này mình mới xài không có nhiêu chân mà sao giờ không biết làm gì hết rồi. Ôi nắm mấy cái kẹp xây ngang. Ôi ôi làm gì mà ăn, lật cái vít lại coi. Trời ơi lật cái vít chiều này nè, không lật rồi. Rồi lấy đầu quẹt đi, quẹt quẹt chấm mút nút liếm rồi lọt quẹt này nè, quẹt mạnh vô đó hả? Chưa. Nhiều nhiều vô đi. Rồi hai bay xài hộp keo hết luôn. Gì trời, mày dán cái gì đâu trong trong dán sao? Trời ơi keo đặc thừ luôn rồi. Đây bự bằng cái miếng này nè, chạy ra để mình làm thực tế, mình chay cho anh chị bạn xem. Chay keo nha chứ không phải chay gì nha. Thì chay keo nó phải nói cho đàng hoàng. Mày nhỏ mày nói chuyện ngộ, giết rồi nói mày giết rồi mày không, mày nói mày tối ngày nói giết rồi giống tao thấy sợ. Sầm sàm vô chiều nay đăng cái vui déo lên ta chửi mà nghe nha, tao nghe chứ mày đâu nghe. Chú phải coi coi bình luận không mà con có cho coi đâu. Ở ra đây nè, rộng rộng ra cỡ cái miếng này nè. Rồi điểm này mày chát điểm này chắc không đủ chát ba miếng này quá. Keo hai mày xài không đóng nắp kín chứ giờ nó muốn đặt luôn. Chế kiết đem qua keo này nó nay nó đặt rồi đó, chát xong rồi dán luôn. Keo này anh chị bạn lưu ý dán chay hai bề, hai mặt, hai bề, hai bên, bên này với bên đó là chay vừa cái chay giáp luôn. Rồi cái đầu anh chị bạn để khoảng 5-10 phút đó, cho nó trắng trắng cho trắng lên. Trắng trắng lên rồi hãy dán mới ăn nha, chứ mới vừa dán mới vừa đổ vô cái đầu anh chị bạn dán là nó không có ăn nha. Chay bự ra. Thôi làm gì mất mất rầu chết. Khổng lồ luôn rồi. Khổng lồ đâu bằng cái miếng dán không? Bằng cái miếng này mới được. Trời đâu rồi, nó không có được. Nhỏ hơn xíu à. Hết rồi kêu rồi. Nó bạn mình chét xong hai bề như vậy nè. Cái mình để im chút xíu á, mình để cho nó keo này nó trắng trắng lên cái nó khô hay hơi là anh chị dán mới dính nha. Còn mà nó chèm nhẹp là dán nó chạy tới chạy lui nó không có dính. Nó ở trong vòng nó ẩm trong luôn nên không có dính, sau này nước vô nó sẽ chốc. Cái này anh chị dán vô trong vòng 15 phút anh chị bơm nước vô được rồi. Không cần lâu đâu. Giờ mình dán xuống cho anh chị bạn xem. Đừng. Để mình ra khi mình dán xuống vậy mình lấy đầu mình đập cho nó sát nha các bạn. Bằng không? Trời ơi, chích đóng với cái thừ lự chích luôn. Thằng Chin đó. Con không có lấy cái vít con đóng. Đóng nó gãy cốt nó hơi gãy. Mình đập cho nó keo nó tràn ra ngoài để cho nó sát nha các bạn. Rồi ba cái keo dư nè anh chị bạn ngồi xuống. Dính xô vô đó là mất cái quần luôn. Dỗ nữa mẹ. Lăn không dính hả? Lăn nó đâu có độ hít của cái keo đâu. Thôi, đập nó lủng đó, nó đâu bằng đâu. Rồi giờ mình dán vậy nè, sau này anh chị bạn có trà gông á, trà không bao giờ nó chốc luôn bạn. Giờ chắc giờ là để khoảng chừng 10-15 phút sau anh chị bơm nước vô là được bình thường. Không gì chứ, tại cái này chút xíu nữa mình bơm nước vô là mình sang nồng nọc đằng kia đem lại nè. Đó, mình quay cho anh chị bạn xem cái, tại có nhiều bạn hỏi đó, mình hôm nay mình có dịp nó gách thì chia sẻ chứ. Đây con lỗ nhỏ đó, mệt nè.
Sẵn dán nhăn luôn hay gì? Chẳng có dán luôn. Keo này lấy cả được lấy. Vỗ như vỗ đít chứ, bẹp 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 bẹp. Nó hết nè anh chị, bạn gõ là nó đâu rồi? Gõ là nó sát cái viền này hết nè bạn. Gõ này nó giờ nó sát viền. Keo này giờ chết. Keo nó dính vô tay. Nó chết luôn. Đừng 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 đã bỏ đại đi, giờ bữa nó cứ ngắt hà nó khô luôn à. Ừ. Cái này chết rồi, lấy tay kia ra nè. Và anh chị các bạn mà có nhiều bạn bữa ngày hôm qua mình đi Vĩnh Long, có nhiều bạn để cái miếng bạc mà không ép mà để khô lâu ngày bị kiến nó đục hết trơn các bạn. Kiến đục nhâm hết trơn là hư bạc, kiến nó đục một chỗ mình giá được, nó đục nhiều chỗ sao giá. Đó mình giá nguyên cái miếng mới luôn. Giá nguyên miếng mũ mới luôn. Đó bởi vậy anh chị các bạn mà cái dèo mà khô như vậy mình chỉ phơi nắng chừng 2-3 bữa thôi. Rồi bơm nếu mà không có sử dụng á, bơm anh chị bơm nước ít thôi, bơm nước xèm xẹp cũng được đó, hoặc bơm nước 5 phân một tấc cũng được, mà bơm vô để đó đi chứ đừng để khô là kiến nó sẽ đục nha các bạn. Rồi video hôm nay chia sẻ cho anh chị các bạn cái cách dán như thế đây thôi, là chắc ăn lại cái này là mình xài hoài luôn nè. Đằng nào mi lông nè, mấy cái viền bờ cho nó một là thôi à. Nó quay cho anh chị bạn xem. Rồi video mình hôm nay làm tới đây thôi, chào tạm biệt chị và các bạn.